Ngoại giật đi ngoại. Ủa cái gì vậy? Ủa sao mặt thư không lấy đi gượt của người ta? Chi? Ủa chị ơi, đi đâu vậy? Ủa không cho ông chơi ăn cắp được hả? Mày tránh ta đi. Ê, cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Hả? Trời ơi, đồ cướp giật. Trời ơi, chưa tới đánh bãi mà có hồn đầy đó hết trơn nè. Nghiêng vô. Nè, chú đẩy cho phụ cho con nghe. Ủa? Ủa? Trời Hưng ơi, ta không nghĩ bày đủ đó trời ơi. Ôi chết cha, đây ra xong rồi. Xong anh có cái hình nào gì xong không? Ờ cũng mới xong, có cái nhà này nè. Nhà nổi nè. Ôi trời ơi. Trời ơi, bay ơi. Bay ơi, ông Tố ơi, ông Tố. Cái thuyền, chèo ra cái rắc. Oh my god, trời chơi cái gì dở mang vậy? Được không? Vô đâu? Nổi thì trời ơi. Đi nhanh lên con ơi. Yeah. Come on. Cố lên anh ơi. Anh cứ đi thoải mái. Kệ, cho vừa. Cái của đội bạn được lấy để cho tự chơi anh. Rồi chuyên nghiệp luôn, biết bơi kayak luôn. Xuất sắc. À, đây hai miếng hả? Chừa lại một miếng. Chừa lại một miếng của đồ bạn anh ơi, để cho nó ra bơi anh ơi. Cái này ngoại già lắm là không được đâu, Phương Mỹ Chi không biết bơi đâu, chắc ăn luôn. Nhà thì phải dựng mẹ một chỗ đi. Rải rác mỗi nơi một canh. Rồi biết ai đâu mà kịp, ai đâu mà tìm. Nhà nội mới có thấy nồi miếng nào đâu. Trời ơi. Đó, nổi rồi kìa. Trời ơi, tụi nó rớt trụi ra ngoài kia rồi kìa. Chết cha, tới rồi. Được rồi, anh tự làm. Rồi chỗ này không dành cho người lớn tuổi vậy em, chị em à, đi ra chỗ khác đi ạ. Trời gì ghê vậy? Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao mặt thư không lấy đi gượt của người ta? Chi? Ủa chị ơi, đi đâu vậy? Ủa không cho ông chơi ăn cắp được hả? Bây giờ kiếm đi, ở đây có hai cái. Ở đâu? Chỉ nè, ông mới bơi xuồng lấy đó. Phải bơi xuồng. Cưng biết bơi không? Dạ biết. Biết chỉ cho kìa. Trời ơi. Bơi ra, treo xuống được, nhảy xuống bơi lội. Thích nào chơi đó. Vậy phải treo xuồng rồi. Biết bơi không chị ơi, được không? Ủa đi đâu vậy con? Đùa xuống đó luôn, kéo lại đây làm chi? Trời ơi, thác bên đó trời. Thôi rồi, nhảy xuống. Rồi dầm cưng ơi, kiếm cái dầm. Kìa, ông mới giấu dầm cho ông. Ác quá. Để coi bạn bè chơi coi lại đi, chứ chơi gì đâu giấu dầm. Ủa ngồi ở đâu để lái vậy? Con ngồi. Chi ngồi lên. Ừ đó. Rồi ngồi lên. Ngồi xuống, có phải ngồi xuống. Ngồi đó, đúng rồi. Rồi bơi ra. Ngoài không lên đi con. Không có đi mình. Trời ơi. Không có đi mình. Trời ơi, cũng bơi với cái lá rồi. Nè, đưa đi đạp vô. Con lấy cái dầm này chổi đi ra. Đó, đúng rồi chi, đó. Chi lấy dầm nè, chổi vô bờ nè. Ừ, đẩy nó ra. Ừ, đúng rồi. Nó sạc qua tới bển luôn rồi.
ngược lại, ngược lại. Cái nào? Ngược lại đạp, ngược lại đạp, ngược lại đạp, ngược lại. Tao đá cái gì, đá ngược lại, đá ngược lại. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Nhanh lên. Ôi trời ơi, con tôi ngoan quá. Ôi trời ơi, cháu tôi. Ôi trời ơi. Trời ơi, xuất sắc con bé, không những đẹp mà nó còn giỏi nữa. Đá lại bên này nè, để nó quay vòng tròn. Đó, một bên một cái để nó quay vòng tròn. Đó. Đá bên đây cái đầu, đá bên đây nè, để cho nó tạp vô bên kia. Để nó tạp bên kia. Đó. Ừ. Rồi. Rồi rồi, đúng thắng lại, trời biết thắng luôn rồi, chết rồi. Rồi, móc mạnh vô, móc mạnh vô. Trời ơi. Rồi móc bên kia, móc bên kia, móc bên kia. Hả? Bóc bên kia đi ra ngoài rồi. Bóc kia. À trời ơi. Lùi lại, lùi lại. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Đúng rồi, lùi lại. Lùi lại, đạp, đạp đề số, vô số 2, lùi lại. Nhẹ nhẹ thôi. Nó nhẹ nhẹ thôi, đụng. Rồi, đụng đụng cái cột, cái dội ra nè. Trời ơi. À, rồi, đừng có bượm. Đừng, 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 đừng. Chèo thôi, chèo thôi. Chèo thôi. Không, lùi lại. Trời ơi. Móc gì, móc một bên thôi, cứ móc một bên thôi. Móc. Trời ơi, tao than tiếng mày chứ ơi. Mày móc mày lùa ăn chi rồi nó ra. Gần tới rồi. Móc, móc. Trời ơi, con móc đi cho nó nuôi lại. Cái gì vậy? Móc ngược, móc ngược lại. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, mày bơi nó quay vòng vòng. Trời ơi. Trời ơi. Một người thì vừa già, một người là bánh bèo. Đi đây nè. Chà xuôi, xuôi nó mới ra giữa vòng con ạ. Nha. Rồi, đá vô. Mạnh lên, móc mạnh vô, lên nè. Đừng có đẩy ra nữa. Được đâu. Rồi, móc vô. Rồi, móc vô, đó, đó, rồi lấy, đó, rồi lấy. Trời ơi. Trời ơi, coi mặt em nó bất mãn rồi kìa. Rồi sao vô đây ạ? Xích vô bên đây. Kia, móc bên kia. Ờ, đúng rồi, vô đây, vô đây. Mày tránh ta đi. Ê, ê, cái gì vậy? Ê, ê, cái gì vậy? Hả? Trời ơi, đồ cướp giật. Trời ơi, chưa tới đánh bãi mà có hồn đầy đó hết trơn à. Rồi móc bên kia, móc bên kia, móc bên kia nhiều vô, để đi vô. Móc bên kia, bên kia, bên kia. Đi thẳng thôi con, thẳng qua cái hẻm đó kìa. Thẳng vô. Rồi. Rồi nghiêng 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 vô, nghiêng vô, nghiêng vô. Nè chú đẩy cho phụ cho con nghe. Ủa? Từ từ. Hưng ơi, ta không nghĩ mày đủ đó trời ơi. Đó rồi, móc vô đây nè. Đó. Chết con nhỏ rồi. Trời đất ơi, con thấy chưa, niềm tin con đâu còn nữa đâu. Không sao đâu chia, chúng ta còn cả ngày. Cố lên. Con ơi, con đi đâu vậy? Ôi trời ơi, con ơi, con đừng bỏ ngoài con. Chết mẹ đứng một chỗ rồi. Về với ngoại đi chi ơi. Không còn con sống. Trời ơi. Con hát được mà. Ủa sao sao? Ủa sao sao quá vậy? Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Rồi vô đây cho cứu cho thiệt. Bây giờ chèo sao ai chỉ em? Chào mừng bạn đến với cuộc thi đời như ca giáp. Super men tùa hương ngoại. Quay cái đầu vô, quay cái đầu vô đây. Super men tùa thanh sờ ta. Bây giờ với lại là làm lại thế nào? Quẹt ở đây, quẹt ở đây. Superman tùa lan lộ. Mình móc ngược lại, móc ngược lại đi cho nó vô nhà nè. Mình gần bờ là không ai xô mình được. Ai mà lại tiếp cận mà xô mình lấy nước mình tạt liền. Cái đó đi tới đó. Chèo thôi là tới Vũng Tàu luôn đó. Hot dược sĩ đảm. Giờ nè, chi cũng một bên phải đó con, một bên phải thôi, thiệt chú nói thiệt. Một bên đó, đi vô đây nè, một bên phải thôi. Một bên thôi, một bên phải thôi. Nè, một bên. Bên kia.
Làm sao vậy? Một bên mà bên kia má ơi. Sao mới đầu không nói vậy đó? À xin lỗi bên kia. Bực mình quá à. Đường đó là về Cần Thơ em ơi, quay lại đây. Ngoại nhục lắm con ơi. Hai bên đi chỗ đều này, đi thẳng vô nè, hai bên luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Về đây chị ơi, ta sẽ thua cùng nhau mà. Đó thấy không con, nhờ chú con luyện được đấy không con. Ê mày có đầy với mày. Trời chú này lúc này chú muốn nhảy xuống kéo con vô lắm luôn á. Rồi đi vô, chú vô thiệt. Đưa cái dầm đây. Mày ác thì mày ác. Cầm luôn, trời ơi bà ơi, bà cầm cái dầm tôi nuôi bà vô. Cái nè đó, vậy nè, thấy không? Con thấy, con hôm nay con đã mất hoàn toàn hình tượng với chú Đàm Vĩnh Hưng rồi. Sau cái cú đạp ấy. Chú đạp con, em cái ra giữa sông. Đẩy đi con đạp. Rồi, nãy em thấy đẩy được mấy cái. Thả cái quay nón nữa con cho mát con. Mấy cái. 7 cái. Em đoán trước được tình hình này rồi. Hồi nãy lúc mà cái cảnh đầu tiên á là dụ tụi em vô cái nhà trưng bày để vô cái cầu dây với cái ngã ba là ôm được 2 chỗ luôn. Xong rồi cuối cùng tụi em lấy được có cổ chỗ nhà trưng bày. Đâu anh cũng có mấy cái trên đó mà, tại vì trên đường đi là tiện tay thôi. Không kịp qua tòa nhà trưng bày là không kịp với tụi con luôn, lấy hết. Mình được bao nhiêu miếng của đội vàng ạ? À? 3 thẻ vàng. Còn cái mẹ với đâu chơi này thấy không? Có mẹ đó. Đội bạc là chỉ có 2 thẻ thôi. Đó có vậy thôi là chơi cái gì. 3 miếng vàng hả? Nè. Thì mình bán lại cho. Đổi qua. Đổi đi. 500.000 ba miếng. 1 thẻ lấy 4 thẻ. Cái gì? Trời ơi, sao nghe lùng bùng vậy? Ở đây có bằng trang, bằng thờ nào không vậy? Trời ơi. Thì 1 lấy 3. 1 đổi 1. 1 đổi 2 thì ok. 1 đổi 2 chứ không. Cho 2 luôn. Cho 2 luôn. 1 đổi 2 luôn nè. Rồi. Rồi. 2 dẫn thắng. Ok, vẫn dư. Dư nhưng mà vàng cũng có 4 thôi là đều. Mình đáp đi con, đâu rồi? Ủa, đáp rồi. Rồi nè, chứ dư không giữ đâu rồi. Để biến hóa cái thật nha. A ta. A ta. Còn 1 điểm nữa. Nhà trưng bày. Trời ơi, nó xa quá. Trời ơi, cái đường vô nó dài xa thăm thẳm luôn. Má ơi. Ricky ơi. Ricky. Ở đây. Đang ở đâu? Ở đây. Lấy la. Ở trong phòng ấy là đội kia lấy rồi. Giờ coi lại mới thấy là toàn cái của bà không à. Nó có 2 miếng thôi. Được. Mình 5 miếng lận nó có 2. Cái kia cái cầu kìa, số 1 kìa cơ. Cầu số 1. Đây. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Hả? Ngon rồi. Không có công nữa. Ủa mỗi đội mấy miếng ta? 6. 6 miếng. Mình 5 miếng rồi. 5 miếng rồi mình đổi. Trong khi mình vừa 1 cái. Tao mình dễ là 4 miếng nữa luôn. Trời ơi, tưởng sao cũng mua đồ ha, có đủ luôn 6 thẻ luôn, bên đây chỉ có 4 thẻ được thôi. Được có 5 thẻ thôi, nhưng mới mua mới đổi thẻ đó. Chứ đâu có tốt lành gì, thì ra là thiếu đúng cái thẻ đó chứ không? Đúng rồi.